team. Sau đây thì mình xin gửi lời thi đấu của mình đến 3 người. Thứ nhất là anh Phạm Thành Đức, cô Nguyễn Momo. Người thứ hai là bạn Phùng Đi Công, hay là Bánh Loa, là dạng đàn ông. Và người thứ ba là em Tô Vũ Phát, hay còn được biết đến là Phở Đặc Biệt. Và mình muốn gửi lời nhắn đến các bạn là các bạn nhận lời thi đấu của mình thì các bạn sẽ làm được cái sự của mình là đổ cái xuân sáng lên trời. Còn nếu các bạn không được thì đó của mình thì sẽ đóng cái quỹ cho chỉ đạo kinh tế. Bây giờ thì mình sẽ làm việc của mình, đó là việc đổ cái xuân sáng lên trên đầu của mình, coi như là một việc là bắt đầu ngày mới của mình. Yeah.